là một trong những khoáng chất quan trọng và rất cần thiết đối với cơ thể của chúng ta. Sắt hình thành nên hồng cầu, vận chuyển oxy đi đến các tế bào cơ quan trong cơ thể. Thiếu sắt có thể gây ra triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt dẫn tới các biến chứng về sức khỏe ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Top 8 loại thực phẩm giàu sắt dễ chế biến để kết hợp vào thực đơn hàng ngày. Gan, gan là một nguồn cung cấp sắt vô cùng dồi dào và chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, protein, selen và choline. Gan bò có lượng sắt cao, 100g gan bò có thể chứa đến 6,5mg sắt tức chiếm khoảng 36% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Gan lợn còn là một lựa chọn tuyệt vời hơn nữa. Nhiều người lựa chọn gan lợn vì có hàm lượng sắt và vitamin C cao hơn gan bò. Bạn cũng nên ăn các loại gan ở mức vừa phải vì chúng chứa hàm lượng cholesterol cao. Thịt đỏ. Thịt là loại thực phẩm thiết yếu của mỗi gia đình. Thịt đỏ như heo, bò, thịt cừu, thịt dê rất giàu dinh dưỡng và là một nguồn thực phẩm giàu sắt đồng thời cũng chứa nhiều protein, selen và vitamin B. 100g thịt đỏ cung cấp cho bạn 2,7g sắt chiếm 15% nhu cầu cơ thể. Thịt đỏ có chứa rất nhiều sắt dễ hấp thụ nhất, vì thế nó trở thành nguồn cung cấp sắt tuyệt vời dành cho những người dễ bị thiếu máu. Cá, một số loại cá như cá ngừ, cá thu, cá mòi có chứa hàm lượng sắt rất cao. Không những thế cá cũng chứa nhiều axit béo omega 3, niacin, selen, vitamin B12 giúp cải thiện hệ tim mạch, hệ thần kinh cũng như hệ miễn dịch. 85 gram cá ngừ cung cấp 1,4 mg sắt khoảng 8% nhu cầu cơ thể. Hải sản có vỏ những loại hải sản có vỏ như sò, hàu, chai, sò, điệp, ngao, đều chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng như protein, vitamin C, vitamin B12 và chứa lượng lớn chất sắt. 100 g thịt chai có thể chứa đến 3 mg sắt tức chiếm khoảng 17% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Bạn nên bổ sung các loại hải sản có vỏ vào chế độ ăn uống hàng ngày để thực đơn mỗi ngày vừa đa dạng vừa giàu dinh dưỡng. Các loại đậu, những loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu nành, đậu lăng, đậu gà đều giàu sắt. Ngoài ra, các loại đậu còn cung cấp nhiều thành phần dinh dưỡng như protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào như magie, lết và kali hỗ trợ giảm cân giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm viêm ở những người mắc bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe hệ miễn dịch. Tất cả các loại đậu đều là một nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời. 100g đậu cung cấp từ 3 đến 7mg sắt tương ứng với 37% nhu cầu cơ thể. Bông cải xanh. Bông cải xanh không những là một nguồn cung cấp chất sắt đáng kể mà còn chứa hàm lượng vitamin C khá cao, giúp cơ thể con người hấp thụ sắt tốt hơn điều đáng ngạc nhiên là loại rau này còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu khác như folate, vitamin C chất xơ, vitamin K cùng các hợp chất khác như glucosinolate, indo, sulforaphane có tác dụng bồi bổ cơ thể, phòng tránh nguy cơ mắc ung thư hiệu quả. Cải bó xôi rau bina Cải bó xôi là một nguồn dinh dưỡng vô cùng tuyệt vời cung cấp sắt, protein, vitamin A, vitamin E, chất xơ, canxi. 100 g cải bó xôi cung cấp khoảng 2,7 mg sắt tức 15% giá trị dinh dưỡng hàng ngày ngoài ra cải bó xôi còn là nguồn vitamin c dồi dào giúp bạn hấp thụ sắt tốt hơn từ những thực phẩm khác cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn với cải bó xôi đã chế biến thêm nữa cải bó xôi còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp bạn phòng ngừa các bệnh về mắt ung thư bệnh tim hiệu quả các loại hạt các loại hạt là nguồn cung cấp sắt phong phú như hạt hạnh nhân hạt bí đỏ hạt mè hạt óc chó hạt điều hạt đậu phộng 100 gram hạt cung cấp khoảng 3,7 mg chất sắt cho cơ thể. Chúng ta nên thêm các loại hạt vào khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp bữa ăn của bạn phong phú và đa dạng, ngon miệng hơn. Hy vọng video sẽ đem đến nhiều điều hữu ích giúp bạn lựa chọn dễ dàng những thực phẩm có hàm lượng sắt cao tốt cho sức khỏe. Bạn nên bổ sung những thực phẩm giàu sắt để chế biến cho bản thân và gia đình những món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng với một liều lượng hợp lý và đều đặn. Cảm ơn các bạn đã xem video nếu các bạn thích các bạn hãy bấm nút like chia sẻ video và hãy đăng ký kênh top n để xem những video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.